Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có nội dung đáng chú ý sau đây. Tình trạng sạt lở trên dòng sông Krông Nô, huyện Krông Nô, Đắk Nông ngày càng trở nên nghiêm trọng, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp quản lý khắc phục hiệu quả. Phản ánh của khán giả Minh Quân có số điện thoại 0985 3 số cuối 128. Ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới đang đi vào biển Đông, biển Nha Trang, Khánh Hòa xuất hiện sóng rất to. Tuy nhiên, nhiều người vẫn vô tư tắm biển. Phản ánh của khán giả Vân Hằng, một người dân địa phương. Giao thông tại vòng xoay An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc nghiêm trọng do ngập nước. Phản ánh của khán giả Phùng Mai Hương có số điện thoại 0912 3 số cuối 256. Dự án bệnh viện 5 sao tại huyện Thanh Trì, Hà Nội với quy mô 500 giường bệnh sau 10 năm vẫn là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm được người dân tận dụng để trồng rau. Phản ánh của khán giả Hồ Ngọc Linh có số điện thoại 0168 3 số cuối 129. Chiêm ngưỡng chiếc ghe độc mộc có 6 bổ chèo, kỷ vật quý giá từ thời kháng chiến chống Pháp cách đây 14 thập kỷ qua clip do khán giả Bảo Phúc có số điện thoại 0939 3 số cuối 656 gửi tới chia sẻ cùng chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vỉa hè ven kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đoạn qua quận 1 thành phố Hồ Chí Minh lại xuất hiện đoạn sụp lún nham nhở. Khán giả Hồng Hạnh có số điện thoại 0969 3 số cuối 219 cho biết. Trước đó vào năm 2016, tại đây cũng đã từng xuất hiện một hố sâu lớn và được người dân ví như hố tử thần. Vị trí sụp lún xảy ra ở phần vỉa hè sát bờ kênh, phía đường Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1. Đoạn vỉa hè bị sụp xuống có phạm vi khoảng 8m², phía dưới khoét hàm ếch nham nhở và xung quanh cũng có hàng loạt vết nứt. Trước đó vào sáng ngày 12 tháng 10, vị trí trên chỉ lún nhẹ, nhưng sau đó đất bị sạt xuống rất nhanh, kéo theo nhiều đoạn gạch lát ở phía trên. Trước tình trạng trên, một số người dân đã dùng cây cắm trên miệng hố cảnh báo nguy hiểm để phòng người tập thể dục hoặc trẻ em vui chơi có thể bị trượt xuống. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương cùng ban quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc Thị Nghè, chủ đầu tư dự án đã có mặt phong tỏa hiện trường và tiến hành kiểm tra. Hiện các đơn vị đã đào rộng miệng hố để kiểm tra kỹ hơn phía dưới nhằm xác định nguyên nhân, sau đó lên phương án khắc phục triệt để. Hiện khu quản lý giao thông đô thị số 1, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị quản lý hệ thống cơ sở kỹ thuật giao thông đô thị khu vực trên đang phối hợp với các lực lượng liên quan tìm hiểu nguyên nhân và tiến hành xử lý. Được biết, ven kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè ở cả hai phía bên đường Hoàng Sa và Trường Sa từng nhiều lần xuất hiện tình trạng sụt lún. Trước đó vào hồi tháng 8 năm 2016, trên đường Trường Sa thuộc quận Phú Nhuận từng xuất hiện một hố tử thần được xem là lớn nhất từ trước tới nay ở Thành phố Hồ Chí Minh khi diện tích hố có thể làm lọt một chiếc xe buýt. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình trạng sạt lở trên dòng sông Krông Nô thuộc huyện Krông Nô, Đắk Nông đang trở nên nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng, tài sản, việc sản xuất của hàng nghìn hộ dân ven sông. Khán giả Minh Quân có số điện thoại 0985 3 số cuối 128 cho biết, điều đáng nói, đây không phải là vấn đề mới phát sinh mà đã tồn tại nhiều năm nay, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp quản lý khắc phục hiệu quả. Đây là những gì còn sót lại sau khi căn nhà rộng hơn 50m² cùng hộ dân đã bị đổ sập xuống sông. Sạt lở xảy ra rất nhanh, nhiều đồ dùng chưa kịp di dời. Sống bên dòng sông đã nhiều năm, nhưng chưa khi nào ông Nguyễn Văn Đông chứng kiến bờ sông Krông Nô sạt lở với tốc độ nhanh hiện nay, khiến nhiều diện tích đất ở và đất sản xuất của bà con hai bên sông bị cuốn trôi. Lòng sông vốn hẹp, nay đã mở rộng ra rất nhiều. Nó sụt lún dạn nứt theo vết dọc theo dòng sông và cứ từng mảng lở xuống dưới dòng sông và trôi đi theo dòng nước. Bây giờ tình hình là rất là nghiêm trọng. Bây giờ là gia đình chúng tôi cũng rất muốn là các cơ quan ban ngành
chính quyền địa phương các cấp, các ban các ngành để giúp đỡ cho bà con để khắc phục cái tình trạng sạt lở này, để giữ lại cái diện số đất, quỹ đất cho bà. Gia đình bà Trần Thị Thảo đang thấp thỏm không yên khi xung quanh nhiều gia đình có điều kiện đã mua nhà, chuyển đi nơi khác. Sông Krông Nô đã cuốn trôi của gia đình bà hơn một sào đất canh tác và đang đe dọa tiếp tục cuốn trôi ngôi nhà của gia đình. Dưới kia thì có những gia đình ấy, thì như đám gia đình anh Lâm ở dưới kia thì chắc mất phải đến cỡ gần 2 hát rồi. Còn như khu gia đình Nam Bắc Đông ở dưới kia là cũng mất phải cỡ hát đất rồi. Là tình hình là sạt lở đất là từ năm ngoái hôm nay này diễn ra là mạnh hơn so với mọi năm. Khán giả Minh Quân cho biết, không chỉ gia đình ông Đông, bà Thảo mà nhiều hộ dân khác dọc sông Krông Nô qua địa bàn xã Nâm Nơ Đi cũng đang sống trong cảnh lo âu bức xúc vì nhà cửa, ruộng vườn của họ đang dần trôi theo dòng nước. Nguyên nhân khiến tình trạng sạt lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng được cho là do doanh nghiệp khai thác cát bừa bãi kết hợp với đập thủy điện ở thượng nguồn đã làm thay đổi dòng chảy của con sông. Qua tìm hiểu của anh Quân, đến hiện tại đã có 15 hectare đất sản xuất và hoa màu của bà con xã Nâm Nơ Đi đã sạt lở và trôi xuống sông. Chính quyền địa phương đã có công văn đề nghị với doanh nghiệp thủy điện và doanh nghiệp khai thác cát, song đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi tích cực. Cũng theo anh Quân, kết quả khảo sát do Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông tiến hành vào cuối tháng 9 vừa qua cho thấy, dọc sông Krông Nô có 19 điểm sạt lở xung yếu với tổng chiều dài hơn 8,5 km, kéo dài trên địa bàn 5 xã là Quảng Phú, Đắk Năng, Đức Xuyên, Nâm Nơ Đi và Buôn Choa. Các điểm sạt lở có bề rộng từ 5 tới 30m, chiều sâu khoảng từ 5 tới 10m. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tạm dừng cấp giấy phép mới, tạm đình chỉ hoạt động khai thác cát của các doanh nghiệp tại những khu vực đang sạt lở, đồng thời yêu cầu công ty thủy điện Buôn Khốp có phương án vận hành điều tiết nước với lưu lượng ổn định, không đóng, xả, bất thường. Bên cạnh đó là doanh nghiệp phải phối hợp với chính quyền địa phương xác định thiệt hại để đền bù cho người dân bị ảnh hưởng do thủy điện xả nước. Sông Krông Nô là ranh giới giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Trong lúc chờ đợi các giải pháp chống sạt lở thì hàng ngày đất đai hai bên bờ vẫn bị nuốt chửng xuống lòng sông. Anh Quân cho rằng chính quyền hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk cần có sự đồng thuận và quyết liệt để nhanh chóng triển khai các giải pháp chống sạt lở căn cơ và hiệu quả. Thưa quý vị, vào sáng ngày 13 tháng 10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang đi vào Biển Đông, trên biển Nha Trang, Khánh Hòa có sóng rất to. Tuy nhiên, theo ghi nhận của khán giả Vân Hằng, một người dân địa phương, vẫn có khá đông người ra tắm biển, thậm chí là còn bơi ra xa, vô tư đùa giỡn giữa những cơn sóng dữ. Những hình ảnh mới được chị Hằng ghi lại vào sáng ngày 13 tháng 10. Rất đông người dân và du khách ra tắm biển Nha Trang, dù biển có sóng rất to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Những con sóng cao gần 2 mét liên tục vỗ vào bờ, tạo bọt trắng xóa. Nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, hầu hết là du khách vẫn vô tư đùa giỡn với sóng biển. Thậm chí có người cố bơi ra xa, thả người trôi nổi theo con sóng. Trong đó cũng có nhiều người lớn tuổi ngâm mình dưới vùng nước gần bờ. Bên trên là những con sóng to rợn người, ầm ầm lao đến. Sóng lớn bất ngờ xuất hiện vào lúc sáng sớm nên lực lượng chức năng quản lý bờ biển Nha Trang chưa kịp cắm dựng những tấm biển cảnh báo. Gửi phản ánh tới chương trình, Trang hy vọng rằng lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng có những biện pháp cảnh báo và ngăn cấm người dân cũng như du khách ra tắm biển trong những ngày biển động, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cơn mưa lớn kéo dài khiến khu vực vòng xoay An Lạc thuộc quận Bình Tân bị ngập sâu trong nước. Liên tục từ chiều tối ngày 12 đến trưa ngày 13 tháng 10, giao thông xung quanh khu vực này trở nên hỗn loạn. Hàng nghìn người đã phải nhích từng chút một. Ghi nhận của khán giả Phùng Mai Hương có số điện thoại 0912 3 số cuối 256. Mời quý vị cùng theo dõi. Sau trận mưa lớn vào chiều tối ngày 12 tháng 10 và rạng sáng ngày 13 tháng 10, vòng xoay An Lạc chìm trong biển nước. Theo ghi nhận, tại tuyến đường Kinh Dương Vương, nước từ các nơi đổ về khiến khu vực vòng xoay ngập sâu 0,5 mét.
lực lượng cảnh sát giao thông An Lạc phải nhờ sự giúp đỡ của đội cảnh sát giao thông Phú Lâm và Chợ Lớn tới hỗ trợ điều tiết phân luồng, giúp cho các phương tiện đi qua đây. Tuy nhiên, tình trạng kẹt xe vẫn diễn ra và càng trở nên nghiêm trọng hơn vào trưa cùng ngày. Nhiều người dân đã phải vật vã lội qua con đường đầy nước để đi làm. Hai xe lưu động đã được cảnh sát giao thông điều động để hỗ trợ đưa các phương tiện qua khu vực bị ngập nước. Những vị trí bị ngập sâu cũng được đặt vật cản để cảnh báo người dân. Theo thông tin khán giả Mai Hương cung cấp, sau trận mưa lớn vào chiều tối ngày 12 tháng 10, cơ quan chức năng đã điều động hai máy bơm của công ty cấp thoát nước thành phố tới hút nước, nhưng do lượng nước quá lớn kèm chiều cường dâng cao nên nước rút rất chậm. Vì vậy mà đến chiều ngày 13 tháng 10, giao thông qua vòng xoay này mới trở lại bình thường. Khán giả Mai Hương cũng cho biết thêm, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng cũng xảy ra tại nhiều nơi. Giao lộ D2, Ung Văn Khiêm bị kẹt cứng, nhiều xe máy đi lên vỉa hè, chen lấn qua làn đường ngược lại khiến cho tình hình càng thêm nghiêm trọng. Dù lực lượng cảnh sát giao thông đã cố gắng điều tiết, nhưng nhiều phương tiện phải rất vất vả mới qua được nút này. Đường Nguyễn Xí, một phần đường D2 và nhiều con hẻm trên tuyến đường này còn ngập nước, có nơi còn ngập gần nửa bánh xe nên việc di chuyển và sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, còn một số tuyến đường khác như là Đinh Bộ Lĩnh, quốc lộ 13 cũng xảy ra tình trạng ùn ứ. Chuyển sang một số phản ánh về an toàn giao thông. Vào chiều ngày 12 tháng 10, trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy, khiến một phụ nữ là cán bộ của Cục Thi hành án ở tỉnh Đắk Lắk phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin, khán giả Phú Tô có số điện thoại 0917, 3 số cuối 880 mới cập nhật, thì nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng 14:30 chiều ngày 12 tháng 10, chị Lê Thị Hà, sinh năm 1990, ở tổ dân phố 8, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, là cán bộ của chi cục hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 47B2-22236 từ đường Nguyễn Lương Bằng đi trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đến địa điểm trên, thì bất ngờ bị xe ô tô mang biển kiểm soát 47A-12198 chưa rõ danh tính tài xế chạy cùng chiều tông vào từ phía sau rồi hất văng cả người lẫn xe lên lề đường. Chưa dừng lại, chiếc xe ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè và chỉ dừng lại khi bị mắc kẹt giữa một cây xanh và bờ tường của trường trung cấp chính trị tỉnh Đắk Lắk. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng, bẹp rúm hoàn toàn, xe ô tô bị bể lốp, vỡ nát phần đầu. Tai nạn đã khiến chị Hà bị gãy tay, chấn thương sọ não, xuất huyết não. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, song đến tối ngày 12 tháng 10, nạn nhân đã tử vong. Một vụ tai nạn giao thông khác xảy ra vào sáng ngày 13 tháng 10 tại quốc lộ 21, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Theo thông tin, khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912, 3 số cuối 950 cung cấp. Sau cú va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều, một người phụ nữ điều khiển xe máy đã bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, tài xế Nguyễn Đức Bình, sinh năm 1991, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-14252, kéo theo thùng xe mang biển kiểm soát 15R-04466, lưu thông trên quốc lộ 21, hướng từ Phủ Lý đi Thái Bình. Khi đến ngã ba cầu vượt, giao cắt với đường Điện Biên, xe đầu kéo đang rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 18H1-15989 do chị Vũ Thị Hạnh, sinh năm 1972, trú tại thành phố Nam Định điều khiển. Sau va chạm, chị Hạnh bị ngã xuống đường, bất tỉnh, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Tại trường, xe máy của chị Hạnh bị hỏng nặng, nhiều mảnh nhựa văng khắp nơi. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Những người có mặt tại hiện trường cho rằng
Nguyên nhân tai nạn là do chị Hạnh điều khiển xe máy lưu thông trong khi mặc áo chống nắng trùm kín mặt, gây hạn chế tầm nhìn. Khi đi đến địa điểm trên, chị Hạnh đã chuyển hướng sang phần đường mà xe container đang lưu thông, nên đã xảy ra tai nạn đáng tiếc trên. Thưa quý vị, được kỳ vọng là bệnh viện mang tiêu chuẩn quốc tế với mức đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng, nhưng sau hơn 10 năm khởi công, dự án Bệnh viện Quốc tế Việt-Mỹ tại xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội vẫn bị bỏ hoang một cách lãng phí. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng đến với clip do khán giả Hồ Ngọc Linh có số điện thoại 0168 3 số cuối 129 đã gửi tới chương trình. Cỏ dại tùm, những bãi đất được người dân xung quanh tận dụng để trồng rau. Đây cũng là nơi tập kết vật liệu xây dựng lý tưởng cho các công trình xung quanh. Nhìn bãi đất trống rộng hơn 30.000 m2, ít ai có thể nghĩ rằng 10 năm trước đây, khu vực này được quy hoạch để xây dựng một bệnh viện quốc tế với quy mô lên tới 500 giường bệnh. Theo thiết kế, công trình bệnh viện sẽ bao gồm hai tòa nhà, một tòa cao 17 tầng và một tòa cao 19 tầng, chân đế 3 tầng, có vườn treo kết hợp hồ bơi tạo cảnh quan thoáng mát đạt chuẩn quốc tế với một khu khách sạn bệnh viện 5 sao. Tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1 lên đến 350 tỷ đồng. Kể từ khi được thành phố phê duyệt, dự án này được kỳ vọng sẽ là một bệnh viện hiện đại, tiện nghi bậc nhất tại thủ đô. Bên cạnh đó, bệnh viện còn là bộ mặt mới của ngành y tế thủ đô, góp phần giảm tải cho các bệnh viện lớn khác. Thế nhưng, giấc mơ về một bệnh viện 5 sao cho người dân thủ đô vẫn chưa thể thành hiện thực. Qua tìm hiểu, khán giả Hồ Ngọc Linh được biết, vào tháng 4 năm 2012, Ủy ban Nhân dân xã Tứ Hiệp đã có văn bản cho phép Tập đoàn Hải Châu Việt Nam xây dựng nhà điều hành dự án Bệnh viện Quốc tế Việt-Mỹ với quy mô xây dựng một khối nhà 2 tầng, diện tích xây dựng tầng 1 là 330 m2, tổng diện tích sàn xin phép xây dựng là khoảng 760 m2, chiều cao từ nền sàn đến đỉnh mái là 10,25 m và được phép úp mái tôn. Tuy nhiên, đến tháng 12 năm 2012, Ủy ban Nhân dân xã Tứ Hiệp đã có văn bản đình chỉ xây dựng công trình vì vi phạm trật tự xây dựng đối với dự án này, do trong quá trình xây dựng khối nhà điều hành, đơn vị thi công đã vi phạm trật tự xây dựng khi tự ý xây vượt tầng quy định từ 2 lên 3 tầng. Cũng kể từ đó đến nay, thì công trình này vẫn án binh bất động với một khối nhà điều hành xây dựng trái phép nằm trơ vơ giữa bãi đất rộng cùng với sự im lặng từ phía chủ đầu tư. Được biết, năm 2009, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì đã có báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu hồi đất của dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn chưa có động thái gì về việc thu hồi đất. Trước tình hình quỹ đất thủ đô đang dần bị thu hẹp, việc để hàng nghìn mét vuông đất với vị thế đẹp nằm trong hoang hóa là một sự lãng phí rất lớn. Thưa quý vị, chùa Bửu Sơn thuộc xã Kiến An của huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang hiện đang lưu giữ một kỷ vật quý giá từ thời kháng chiến chống Pháp. Đó chính là chiếc ghe độc mộc có 6 bổ chèo của danh tướng Trần Văn Thành, người nổi tiếng một thời khi lãnh đạo quân Giản Nghị đánh Tây ở vùng Láng Linh, Bảy Thưa cách đây 14 thập kỷ. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng cổ vật này qua clip do khán giả Bảo Phúc có số điện thoại 0939 3 số cuối 656 đã gửi tới chia sẻ cùng chương trình. Một số nhà sưu tầm khảo cổ cho biết, vùng đất Láng Linh khi xưa có lau sậy tùm, nước đọng quanh năm. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp tại Bảy Thưa, ghe xuồng là phương tiện di chuyển duy nhất vào mật khu để vận chuyển quân lương, vũ khí. Trong đó, chiếc ghe đặc biệt được đẽo từ một thân cây còn gọi là độc mộc, chiều dài hơn 12 m, ngang 2 m, có đến 6 bổ chèo, di chuyển rất nhanh, được gọi là ghe 6 bổ. Ngày nay, ghe 6 bổ là kỷ vật duy nhất còn lại ở đất Củ Lao Chợ Mới, rất linh thiêng, được người dân lập chùa thờ. Khán giả Bảo Phúc chia sẻ, nguồn gốc của chiếc ghe độc đáo này rất ly kỳ. Trước khi cuộc khởi nghĩa
Bảy Thưa bùng nổ thì uy danh của Đức Quản Cơ Trần Văn Thành đã lan truyền khắp nơi, làm nhiều người mến phục, nhưng cũng có những kẻ gièm pha, hãm hại. Tương truyền là chiếc ghe này rất lạ, muốn đi đâu thì mũi ghe phải đụng vào vật gì đó thì ghe mới di chuyển được, nên còn có tên gọi là ông Sầm. Đặc biệt, ghe không bao giờ đi qua đồn Tây. Ai mặc đồ Tây, đội nón Tây, ngồi lên là ghe không chịu đi. Anh Phúc cho biết thêm, hàng năm vào ngày giỗ Đức Quản Cơ Trần Văn Thành, nơi đây thu hút hàng trăm ngàn lượt người đến xem, cúng viếng và chiêm ngưỡng một chiến tích oai hùng của đoàn quân Gia Nghị lập công trên đất An Giang. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Mới đây, vỉa hè ven kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, đoạn phía đường Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh lại xuất hiện sụp lún. Đoạn vỉa hè bị sụp xuống có phạm vi khoảng 8m², phía dưới khoét hàm ếch nhằn nhở và xung quanh cũng có hàng loạt vết nứt. Hiện các đơn vị đã đào rộng miệng hố để kiểm tra kỹ hơn phía dưới nhằm xác định nguyên nhân, sau đó lên phương án khắc phục triệt để. Phản ánh của khán giả Hồng Hạnh, số điện thoại 0969 3 số cuối 219. Thời gian gần đây, tình trạng sạt lở trên dòng sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đang trở nên nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng, tài sản, sản xuất của hàng nghìn hộ dân ven sông. Điều đáng nói, đây không phải là vấn đề mới phát sinh mà đã tồn tại nhiều năm nay, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp quản lý, khắc phục hiệu quả. Phản ánh của khán giả Minh Quân, số điện thoại 0985 3 số cuối 128. Sáng ngày 13 tháng 10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang đi vào Biển Đông, trên biển Nha Trang, Khánh Hòa có sóng rất to. Tuy nhiên, vẫn có khá đông người đi tắm biển, thậm chí còn bơi ra xa, vô tư đùa giỡn giữa những con sóng dữ, bất chấp những nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Phản ánh của khán giả Vân Hằng, một người dân địa phương. Cơn mưa lớn kéo dài khiến khu vực vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu trong nước. Liên tục từ chiều tối ngày 12 đến trưa ngày 13 tháng 10, giao thông xung quanh khu vực này trở nên hỗn loạn. Nhiều người dân phải vật vã lội qua con đường đầy nước để đi làm. Hai xe lưu động đã được cảnh sát giao thông điều động để hỗ trợ đưa các phương tiện qua khu vực bị ngập nước. Những vị trí bị ngập sâu cũng được đặt vật cản để cảnh báo người dân. Phản ánh của khán giả Phùng Mai Hương, số điện thoại 0912 3 số cuối 256. Chiều ngày 12 tháng 10, trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy, khiến một phụ nữ là cán bộ của Cục Thi hành án tỉnh Đắk Lắk tử vong. Được biết, chiếc xe ô tô đã mất lái, tông thẳng vào xe máy từ phía sau rồi hất văng cả người lẫn xe lên lề đường. Thông tin về hình ảnh do khán giả Phú Tô, số điện thoại 0917 3 số cuối 880 cung cấp. Sau cú va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều, một người phụ nữ điều khiển xe máy đã bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tai nạn xảy ra vào sáng ngày 13 tháng 10 trên quốc lộ 21, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Phản ánh của khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Được kỳ vọng là bệnh viện mang tiêu chuẩn quốc tế với mức đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng. Nhưng sau hơn 10 năm khởi công, dự án Bệnh viện Quốc tế Việt-Mỹ tại xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội vẫn bị bỏ hoang một cách lãng phí, khiến người dân không khỏi xót xa. Phản ánh của khán giả Hồ Ngọc Linh, số điện thoại 0168 3 số cuối 129. Chùa Bửu Sơn thuộc xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang lưu giữ một chiếc ghe độc mộc có 6 bổ chèo của danh tướng Trần Văn Thành, một thời nổi tiếng lãnh đạo quân Gia Nghị đánh Tây ở vùng Láng Linh, Bảy Thưa cách đây 14 thập kỷ. Hàng năm vào ngày giỗ Đức Quản Cơ Trần Văn Thành, nơi đây thu hút hàng trăm ngàn lượt người đến xem, cúng viếng và chiêm ngưỡng một chiến tích oai hùng của đoàn quân Gia Nghị lập công trên đất An Giang. Chia sẻ của khán giả Bảo Phúc, số điện thoại 0939 3 số cuối 656.
Thì đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 14 14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.